Điều gì khiến Đại sư Hoằng Nhất chọn tu khổ hạnh sau 7 ngày gặp Ấn Quang Đại sư? Vào gần 100 năm trước, Hoằng Nhất Đại sư đã có một chuyến du hành đến núi Phổ Đà, tỉnh Chiết Giang để viếng thăm Ấn Quang Đại sư, người được xem là hóa thân của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Cùng đó thực hiện mục đích của mình là muốn bái Ngài làm sư phụ. Tuy nhiên sau khi ở đó, cùng tu hành với Ngài trong 7 ngày, Hoằng Nhất Đại sư lại trở về. Và từ lúc đó, ông như biến thành một con người khác. Ấn Quang Đại sư rốt cuộc đã nói với ông những gì? Vì sao ông lại có thay đổi lớn trong suy nghĩ của mình như vậy? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Câu duyên biết đến Đại sư Ấn Quang. Nói về Ấn Quang Đại sư, ông nổi tiếng cả đời là một người trì giới tinh nghiêm, giữ mình rất kiêm ước. Đồ phục dụng tốt đẹp cùng thức ăn ngon quý người đem đến dâng, nếu không từ khước được cũng chuyển tặng cho những vị xuất gia khác, hoàn toàn không màng hư danh. Sống đời sống đạm bạc để trở thành một tấm gương sáng trong việc tu hành. Và ông được tôn là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông. May mắn là Hoằng Nhất đã nhiều lần nhận được thư phúc đáp của Ấn Quang Đại sư trước khi đến gặp Ngài đảnh lễ tại núi Phổ Đà. Từ rất lâu, hai vị đại sư đã cùng trao đổi thư từ với nhau, và hầu hết nội dung các bức thư của họ đều xoay quanh việc thực hành tu tập. Mỗi khi Hoằng Nhất cảm thấy bối rối, không thông về một vấn đề nào đó, ông sẽ viết thư với mong muốn nhận được lời khuyên từ Ấn Quang Đại sư. Trước khi đến núi Phổ Đà, Hoằng Nhất đã xóa sạch những kinh thư do chính mình đã viết, và thậm chí trong một bức thư trước đó, ông còn nhờ Ấn Quang Đại sư dạy mình cách viết kinh. Mỗi lần Ấn Quang Đại sư nhận được thư từ Hoằng Nhất đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Điều này khiến cho ông ngày càng cảm thấy Ấn Quang Đại sư là người thực sự có thể khai sáng cho mình. Năm 1925, trong một bức thư gửi cho người bạn thân của mình là Hạ Diễn Tôn, ông ấy có viết rằng Ấn Quang Đại sư là một trong những học giả tài năng đương thời, nhưng có một điều khiến Hoằng Nhất thất vọng. Bởi trong một bức thư gần đây, ông đã trình bày mong muốn của mình là có thể bái Ấn Quang Đại sư làm sư phụ, nhưng Ngài lại không đồng ý. Sau khi bị từ chối, Hoằng Nhất đã nghĩ rằng có phải do bản thân chưa đủ chân thành hay không. Suy nghĩ nhiều đêm, vào ngày sinh nhật của Đức Phật A-di-đà, ông quyết định từ bỏ tam bảo và công đức tu hành suốt 7 năm. Sau đó, ông lại viết thư xin Ấn Quang Đại sư nhận mình làm đệ tử, chấp nhận bắt đầu lại hành trình tu tập của mình. Kỳ lạ là lần này vẫn không hề nhận được lời hồi âm. Tuy cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không nhận được lời chấp thuận, thế nhưng ông không nản lòng, vẫn quyết định đích thân đến tìm Ấn Quang Đại sư, xin người nhận mình làm đệ tử. Năm 1925, Hoằng Nhất mặc dù đã trở thành một nhà sư, nhưng lại đột ngột từ bỏ sự nghiệp tu hành suốt 7 năm của mình để đến núi Phổ Đà tìm Ấn Quang Đại sư, với quyết tâm bái sư tu hành mong cầu giác ngộ, mang theo trái tim chân thành cầu đạo đến núi Phổ Đà. Sau quãng đường dài, ông đã đến được chùa Pháp Võ, nơi tu hành của Ấn Quang Đại sư. Nhưng một nhà sư đã nói với ông rằng Ấn Quang Đại sư không muốn tiếp bất cứ vị khách nào, mặc cho Hoằng Nhất chân thành bày tỏ mong muốn của mình là được đại sư nhận làm đệ tử. Sau nhiều lần bị từ chối, thậm chí những đại sư trong chùa phớt lờ sự có mặt của mình, ông không rời đi mà chỉ kiên nhẫn ngồi chờ Ấn Quang Đại sư phụ dưới một gốc cây lớn bên ngoài chùa. Mặc cho trời nắng như thiêu đốt, nhưng ông hoàn toàn không quan tâm, chỉ một lòng mong muốn Ấn Quang Đại sư sẽ nhìn thấy sự chân thành của ông và động lòng, sau đó thu nhận ông làm đệ tử. Qua một thời gian dài, cuối cùng Hoằng Nhất cũng chờ được Ấn Quang Đại sư. Ngài bước ra từ chùa Pháp Võ. Sau khi nhìn thấy Hoằng Nhất với gương mặt rám nắng ngồi dưới gốc cây lớn đợi mình, liền dừng lại thăm dò ông ấy trong một lúc. Cuối cùng Ấn Quang Đại sư khẽ gật đầu và tỏ ý muốn nhận Hoằng Nhất làm đồ đệ. Thời gian học tập tại đây đã trôi qua 7 ngày. Điều kỳ lạ là trong 7 ngày cận kề học tập, Ấn Quang Đại sư chưa bao giờ mở miệng dạy Hoằng Nhất điều gì, mà chỉ đề cập đến những công việc ông cần một mình làm xong hàng ngày. Hoằng Nhất là một người điềm tĩnh. Ông ấy nghĩ rằng việc làm của Ấn Quang Đại sư như thế này là phải đạo. Chỉ cần mỗi ngày ông đều cố gắng làm theo những lời nói và hành động của Đại sư, càng nhiều càng tốt. Hoằng Nhất quan sát thấy những nhu cầu cơ bản hàng ngày của Ấn Quang Đại sư rất đơn giản. Mỗi sáng, ông chỉ cần ăn một bát cháo lớn, thậm chí không cần có cải chua ăn kèm. Nhưng có một điều làm ông cảm thấy thắc mắc, vì sao mỗi lần Ấn Quang Đại sư ăn xong
đều dùng lưỡi của mình di chuyển quanh miệng bát cho đến khi sạch. Và nếu đó là một bữa ăn hơi thịnh soạn hơn, Ấn Quang Đại Sư cũng sẽ đổ nước vào bát để tráng phần còn lại, sau đó tiếp tục ăn hết sạch sẽ. Mỗi khi ngài ấy làm điều này, đều cẩn thận và trịnh trọng, giống như đang ôm một vật nặng và tiến hành nghi lễ. Mặc dù Hoàng Nhất không hiểu ý nghĩa về hành động của Ấn Quang Đại Sư, nhưng vẫn tiếp tục làm điều đó mỗi ngày mà không dám hỏi nhiều. Nhưng đến ngày thứ 6, sau khi nghe ông khiển trách các đệ tử của mình, cuối cùng Hoàng Nhất cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau những hành vi kỳ lạ này. Khi một nhà sư ăn cơm nhưng lại để một vài hột cơm còn sót lại, nên đã bị Ấn Quang Đại Sư trách mắng. Ông nói rằng người này thật may mắn nhưng lại lãng phí thức ăn. Một vị khách hành hương đến chùa vì thấy trà đã nguội nên rót bỏ vào ống nhổ, cũng bị Ấn Quang Đại Sư lớn tiếng khiển trách. Lần này Hoàng Nhất cuối cùng đã hiểu rằng những hành động trắng bát sau mỗi bữa ăn hay khiển trách về việc vi phạm đồ ăn là tất cả lời dạy của ngài. Đó là lý do tại sao mọi người trên thế giới nên trân trọng thức ăn. Đó là một phước lành may mắn trong cuộc sống. Chỉ bằng cách trân trọng phước lành, chúng ta mới có thể giữ được phước lành. Hoàng Nhất thầm thở dài trong lòng. Đến lúc này, ông đã hiểu tại sao Ấn Quang Đại Sư lại nhất định muốn sống một mình và làm mọi thứ một mình mà không cần nhờ ai giúp đỡ. Vào ngày thứ 7, Hoàng Nhất đã nói với Ấn Quang Đại Sư rằng cuối cùng ông đã hiểu phước lành không thể tận hưởng, bởi một ngày không xa, phước lành sẽ biến mất. Hoàng Nhất nhìn Ấn Quang Đại Sư mỗi ngày đều một mình quét nhà, tự lau đèn, tự giặt đồ, vân vân, mà không còn thắc mắc rằng đây vốn dĩ không giống việc mà một vị cao tăng phải làm. Sau chuyến đi đến núi Phổ Đà này, toàn bộ khái niệm về sự thực hành Phật Pháp của ông sẽ hoàn toàn thay đổi. Đại sư Hoàng Nhất thay đổi chỉ sau 7 ngày. Chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi lại có thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của một con người. Ấn Quang Đại Sư hiểu được lý do tại sao mọi người cần một cách tiếp cận và thực hành Phật Pháp phù hợp để có thể thực sự mang lại lợi ích. Hóa ra là Ấn Quang Đại Sư từng bị nhiều bệnh tật hành hạ khi còn là một cư sĩ. Trong một lần, ông ấy thậm chí còn nghĩ mình sẽ ngã bệnh và rời khỏi cõi đời này. Nhưng từ khi bắt đầu xuất gia tu hành, ông bắt đầu cuộc sống thanh tịnh hơn. Sức khỏe của ông đã được cải thiện một cách thần kỳ. Và thông qua sự thay đổi cơ thể này, Ấn Quang Đại Sư bắt đầu nhận ra rằng lý do trước đây ông bị bệnh tật hành hạ đó là vì hành động phung phí thức ăn của mình. Sau khi trở thành một nhà sư, ông bắt đầu trân trọng thức ăn. Vì thế, tất cả bệnh tật được loại trừ một cách tự nhiên. Ấn Quang Đại Sư tin vào nghiệp báo, sự phung phí đang giảm dần phước lành mà chúng ta thọ hưởng. Trong 7 ngày tu hành cùng Ấn Quang Đại Sư, tuy ông không dạy Hoàng Nhất bất cứ câu nào, nhưng Đại Sư đã giúp ông ấy hiểu được ý nghĩa của việc trân quý phước lành qua những hành động cụ thể. Sau khi tử biệt, Hoàng Nhất đã quyết định rằng anh ấy sẽ trở thành một nhà sư chân chính trong cuộc đời này. Từ nay trở đi, ông sẽ sống cuộc sống của một tu sĩ khổ hạnh mỗi ngày, xem đó là một cách thực hành Phật Pháp. Hoàng Nhất đã nói lời tạm biệt với Ấn Quang Đại Sư và xin ngài cho một lời khuyên rằng ông sẽ dùng Phật giáo để cứu đời cứu người như thế nào. Sau khi nghe câu hỏi này, Ấn Quang Đại Sư cân nhắc một lúc và nói ra 4 chữ, đó là quy luật nhân quả. Thấy Hoàng Nhất có vẻ không hiểu, ông lại tiếp tục nói thêm, luật nhân quả là điều đơn giản nhất mà mỗi người cần biết. Việc làm hiện tại như thế nào thì trong tương lai sẽ có một kết quả tương tự như vậy. Nếu Hoàng Nhất muốn cứu lấy nền luân lý của thế giới, ông phải bắt đầu từ điểm này. Hoàng Nhất nghe xong lập tức hành lễ để cảm ơn. Sau 7 ngày tại núi Phổ Đà, Hoàng Nhất đã có những thay đổi lớn. Người bạn tốt của Hoàng Nhất là Hạ Diễn Tôn đã nói rằng khi gặp lại mọi người, ông dường như đã hóa thân thành một người hoàn toàn khác với trước đây, khiến người bạn thân Hạ Diễn Tôn cũng thấy cảm động. Trong thời gian trước, ẩn bên dưới vẻ ngoài tu hành của Hoàng Nhất là một ông chủ trẻ tuổi, cực kỳ chú trọng về vấn đề thực phẩm, quần áo và nhà ở. Nhưng lần này, ông ấy đã có một cuộc sống đơn giản cùng với một tập thể gần 50 nhà sư tại một ngôi làng nhỏ không mấy sung túc. Khi lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như một ngôi làng này, Hạ Diễn Tôn không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng Hoàng Nhất Đại Sư đã nói với bạn mình rằng những người ở đây đã đối xử với mình như một nhà sư thực sự. Việc ăn ngủ ở đây cũng rất thoải mái.
Hạ Diễn Tôn đã đến trước mặt Hoàng Nhất và nói rằng ông ấy đã thực sự khác với lúc trước. Làm sao ông có thể bằng lòng sống một cuộc sống bình dị và đơn giản như vậy? Nghe điều đó, Hoàng Nhất cảm thấy thật hối hận khi nghĩ lại khoảng thời gian trước đó. Người bạn Hạ Diễn Tôn đã 5 lần 7 lượt bày tỏ mong muốn rằng liệu ông có thể sống với Hoàng Nhất ở đây vài ngày không? Dưới sự chân thành của ông, Hoàng Nhất đã phải gật đầu đồng ý. Sau khi đến nơi ở của ông, người bạn đã nhìn thấy Hoàng Nhất đại sư sử dụng một chiếc khăn mặt đã bị sờn vải và đánh răng bằng một cây liễu gai. Thấy cảnh tượng này, Hạ Diễn Tôn đã tự tay lấy một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới ra, định đưa nó cho ông. Nhưng Hoàng Nhất chỉ lịch sự từ chối và nói rằng cuộc sống của mình hiện tại là rất tốt. Hạ Diễn Tôn hiểu những thay đổi của Hoàng Nhất hiện tại sau khi nghe ông kể về cuộc sống ngập tràn cảm xúc sau 7 ngày vinh dự được sống với Ấn Quang Đại Sư. Nhưng Hạ Diễn Tôn chưa thực sự hiểu được liệu ông ấy đã nhận ra điều gì. Trải qua 20 năm sau khi chia tay Ấn Quang Đại Sư, Hoàng Nhất đã rất lưu tâm đến những người tị nạn từ chiến tranh. Ông tiếp nhận thêm người tị nạn và đối xử với họ một cách tôn trọng nhất có thể. Những chiếc ly bằng pha lê hay bạch kim mà trước đây ông cất công tìm kiếm và sưu tầm cũng đã được ông tự tay phá hủy. Hoàng Nhất đã thực sự nhận ra rằng bỏ ác làm phước chính là công đức lớn trong việc tu hành. 7 ngày trước khi Hoàng Nhất đại sư qua đời, một cư sĩ đã gửi thuốc ký ninh đến để điều trị bệnh sốt rét. Nhưng ông nhất quyết không chịu nhận với lý do là công đức của mình không đủ để có thể hưởng được phước lành này. Hoàng Nhất đại sư đã truyền cảm hứng đến cả thế giới cho đến tận ngày nay về việc ưu quý cơm ăn áo mặc, không phải vì tiền mà là vì quý trọng phước lành. Bởi những hành động quý trọng phước lành này là đang tích lũy phước đức cho mình. Trân trọng phước lành là đức hạnh ở một mức độ nào đó. Hoàng Nhất đại sư cũng rất trân trọng phước lành và đức hạnh của chính mình. Cả thế giới đều thấy được sức mạnh vĩ đại của ông ấy. Người đời sau xem ông là một trong 4 vị đại sư nổi tiếng thời cận đại, cùng với các ngài Ấn Quang, Hư Vân và Đế Nhàn. Ông có tài năng lý luận, chuyên tu tịnh nghiệp, cảm ơn đức đại sư Ấn Quang mà kế thừa pháp môn tu niệm Phật và Hoàng Dương Chánh Pháp ở thời kỳ Phật Pháp Suy Vi. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.